có cá các bạn ơi, cá rô. Trời ơi, ôi ôi, cá rô này các bạn. Trời ơi, con cá rô nó bự hơn con nãy mà nó dài hơn con nãy luôn, dài hực luôn các bạn. Trời ơi, cá rô mẹ ơi. Trời ơi, làm chục con này về kho tô kho tiêu ăn thì hôi luôn á. Con này nó thành tinh luôn rồi, cái đầu nó thừa lớn luôn rồi các bạn. Trời ơi, cầm cá rô sướng tay luôn. Đây các bạn ơi, nay trời vừa mới dứt cơn mưa các bạn, nước quá trời nước. Giờ anh em mình bắt đầu ra đồng kiếm ếch. Nước quá các bạn ơi, uống bà giò. Quá trời. Lòng trong. Lúa. Quá trời anh em ơi. Này hai thằng đội mưa đi chích cá. Không biết sung sướng như không, hay vất vả lắm rồi. Con bảy cái được không? Hai con bự thôi, nhỏ nhỏ. Đúng rồi, nhỏ lớn quá rồi. Không được bắt khi nãy tẩm chậm chuyển cái này nhé. Đuổi. Cái đại đi. Cá này kho ăn ngon này. Ngọt thật. Cái gì không? Cái nó trong bè chảy ra nè. Con cá dừa hồng mà đựng cái bao xử lý. Đây. Chắc đừng con bự ra các bạn. Đẹp quá không? Cho các bạn chiêm ngưỡng cá lồng tông đá hai ngón tay. Bữa mấy chết còn giật. Nó cá gì hồng bỏ bao nặng mày. Có cá các bạn ơi. Không phải đâu. Giờ đầu xuống mò. Sâu quá. Nó chạy luôn. Chạy biết chạy. Kì. Nó như xảy mấy con. Cá rô lan cá lóc nè các bạn. What the? Nó dài đó. Rô đồng á, nó dài bằng bàn tay luôn á. Cóc, thằng nó dài. Cái luôn đã không? Dài xong rồi đó. Quay cận cảnh đi các bạn à, con rắn ráo. Con lươn, cá dưa hồng. Rồi, con lươn này cũng bự á. Lươn ngon, vừa ăn. Một ếch, đủ món luôn. Rắn, lươn, ếch, cá. Cá, các bạn ơi. Cá rô. Trời ơi. Ôi ôi. Cá rô này các bạn. Trời ơi, con cá rô. Cái bự hơn con nãy mà nó dài hơn con nãy luôn. Dài hực luôn rồi các bạn. Trời ơi, con cá rô. Mẹ ơi. Trời ơi, làm chục con này về kho tô kho tiêu ăn thì hôi luôn á. Con này nó thành tinh luôn rồi, cái đầu nó thừa lớn luôn rồi các bạn. Trời ơi, cầm cá rô sướng tay luôn. Cá rô càng ngày càng bổn đó. Trời ơi, cá rô bự khủng khiếp. Quá trời bự rồi. Nè con hồi nãy nè. Đó, giờ hai con khác luôn á. Vàng khè.
có cá. Bắt miếng cá rồi vậy là khoái. Ừ, cá không nha các bạn. Đi nè, đi nữa. Ừ. Lương lương. Ui, có lương rồi các bạn. Nó chạy đi rồi. Hả? Đi chết rồi, chuẩn bị một bao để đựng luôn nè các bạn, thấy không? Cá đựng mồng chưa chìm. Trên bao mà bao cám cò một bao. Ta thấy vậy anh ta bỏ, ta tự nản, ta bỏ ta về, ta khỏi chích nữa. Mình đây mình hốt. Hốt bao không? Hốt cái bao không? Cá rô các bạn ơi. Ui nó nữa rồi. Ủa. Anh em ơi. Ồ mình đi quá vậy. Ừ, cũng giống hồi nãy á. Ồ ồ. Ba con này nè. Cá rô đồng. Được quá. Ủa này anh em ơi. Con thứ tư rồi nè. Ôi. Bốn con. Vô động cá rô mề rồi. Vô anh em tụi tôi lạc vô động cá rô mề rồi các bạn ơi. Đây. Ủa tay cái. Nó tay cỡ chứ. Ba con rồi. Con đi. Cái con gì các bạn, giật. À, luôn. Thấy luôn rồi. Con thứ tư rồi các bạn ơi. Ơi. À, vừa ăn không à? Bốn con. Còn con trong quần này bự lắm. What? Tìm con cá rô nữa nè. Ủa, hai con luôn. Này là con thứ sáu rồi. Con thứ năm, thứ sáu. Trời ơi, mấy cá rô đáng đồng tiền ghê luôn. Con, ôi. Con này mini quá, thả đi. Nè, con cái bên bự hơn nè. Trời ơi. Đã không các bạn? Sáu con rồi. Con càng ngày càng nặng rồi đó. Ít chứ thử bỏ vô cái bịch cây đâu, đầy bịch luôn như hả? Tôi tưởng giỡn quá. Như thấy nãy thấy chạy bên đây nữa sao nè. Tiếp theo, cá rô tiếp theo các bạn. 8 con rồi. Ồ, cá rô, đã quá. Vô bồng. Con rắn ngay đâu ta? Chạy mất rồi. Thấy gì vậy? Có ít. Lưỡi luôn. Còn ếch thứ hai các bạn ơi. Ếch đực. Đực thịt cái. Ồ cái nè. Bự nè. Vàng thức. Một con nữa hả? Thịt mẻ kho. Đi vậy mà cũng được ếch hay thiệt. Có lương rồi các bạn ơi. Ồ, con lương này trọng á. Bự hơn mấy con nãy một chút. Con này là con thứ tư rồi các bạn. Bốn con lương. Thêm con lương nữa các bạn ơi. Ít ra phải được vậy chứ. 5 con luôn. Nó đây hả? Đường nó hay gì?
Rồi đèn nó mò thấy ra. Cầm cái này. Thấy gì đâu. Có gì đây. Cái trời kìa. Trời ơi. Cái mình mò không thấy mà nó mò được hay thiệt. Đọc chưa ta. Chưa đi ăn. Đủ bộ quá các bạn. Cái chơi cái chào các bạn ơi. Rồi thấy rồi. Được bự ạ. Đây. Quay cho hình quả nè. Nhiều rồi đó. Bắt đầu sinh động đầy đủ các thành phần đó nè. Nó nữa, nó nữa. Còn bự nữa anh em ơi. Ui con này bự ạ. Bự như con hồi đầu tiên luôn á. Ôi nó bự. Con này cái. Luôn. Đây thôi. Được luôn bự ạ. Chạy. Được không? Đông. Bao càng ngày càng đầy ra các bạn. Đừng nữa. Quá đã. Không bị ghê anh em. Bắt lưng mặt xỉu ra. Có một em nữa. Bự. Lương to. Giờ là lương có rồi, cá có rồi, giờ là thiếu môn thôi. Giờ môn bên lề nè. Bên môn bên bờ nó đi, nó đi cắt để ngày mai mình anh em mình làm tiếp cái món cháo môn lương cho các bạn coi. Ông coi YouTube ông thấy rồi, vô mấy vốn mẹ đó. Không kiện tốt hết. Cắt hết. Chờ đó. Cho môn để mai có cái clip tiếp theo cho các bạn coi nha. Làm clip cho các bạn coi cũng cực khổ lắm, nhưng sướng gì đâu. Các bạn coi thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Trời ơi, phải có comment nè, đụng quá. Con cháu may cháu mình có trắng rồi mà mình có niêm gì vô không? Còn chưa. Con cháu trắng vô tao niêm chưa? Mấy rồi nấu ăn người ta không có đành ư. Con cháu trắng vô tao niêm chưa? Nó làm mới trắng thịt chi? Đây, thằng quả có hai thằng mình. Mai là sẽ quay cho các bạn coi cái ăn cháo lương. Video đến đây kết thúc nha mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký và bấm vào quả chuông nha các bạn.